Xin chào cả nhà. Thì hôm nay mình cũng sẽ làm một cái video, mình cũng giao lưu với tất cả anh chị mình về chăn nuôi gà để kiếm thêm cái thu nhập anh chị. Thì hôm nay là bữa chiều cả nhà, thì mình cũng tiếp tục cho gà và thức ăn của nó như cả nhà đang thấy. Đây là cơm nha anh chị. Cơm này là cơm thừa, cơm nguội. Và trước khi mình chia sẻ thì bây giờ mình sẽ đổ ra máng cho con gà ăn đó anh chị. Và cái chủ đề ngày hôm nay cả nhà, mấy cái con gà Ai Cập này cả nhà, nó rất là sợ, nó không có thân thiện, nó không có gần gũi như những cái con gà tôm hùm anh chị. Những cái con gà tôm hùm ngó vậy chứ nó gần hơn, còn những con này nó sợ mình anh chị. Mặc dù mình chăm nó rất là nhiều, mình cũng tiếp xúc nhưng mà nó không có kiểu gần gũi được. Đặc điểm của giống này đây anh chị. Thì bây giờ mình bắt đầu mình chia sẻ về cái vấn đề là cơm nguội anh chị. Thì vấn đề ngày hôm nay là khi mình chăn nuôi gà đẻ như thế này thì mình có nên cho gà ăn cơm nguội hay là không, và ăn như vậy nó có tốt hay là không. Thì như anh chị cũng biết đấy, con gà đấy nó có rất là nhiều giai đoạn, cũng như có rất là nhiều loại, gà giò, gà con, gà hầu bị, gà đẻ, gà lấy thịt. Mỗi cái giai đoạn nó có những cái nguồn thức ăn phù hợp nhất định. Ví dụ như con gà con đó anh chị, thì mình phải có cóm gà con. Gà đẻ thì phải có cóm dành riêng cho gà đẻ để nó đạt được năng suất cao. Trong khi bản thân mình ấy là mình nuôi kiểu tận dụng thức ăn thừa, vậy mình cho nó ăn cơm nhiều như thế, một ngày cho ăn hai lần như vậy thì có được tốt hay là không. Đặc biệt ở giai đoạn con gà hậu bị như thế này, mình gọi là chuẩn bị đi vào đẻ đó anh chị. Gà chỉ còn vài ngày nữa đẻ, 50 ngày nữa thôi, thì nó có được hay là không. Thì bây giờ mình đi phân tích cụ thể, chia sẻ cụ thể đến với anh chị mình. Thì như cả nhà cũng biết đấy, khi mình cho ăn cơm như thế này đấy, đặc biệt là cơm nguội như thế này, nó có một cái lợi ích là nó giúp mình tiết kiệm cái chi phí anh chị, giúp mình tiết kiệm cái chi phí chăn nuôi đi. Bởi vì dù gì cơm nguội thì nó là cũng từ nguồn thức ăn thừa, từ nguồn thức ăn thừa, nên thành ra mình không có tốn chi phí. Hoặc là mình có thu gom thức ăn thừa từ những cái quán ăn đi chăng nữa thì cái chi phí nó cũng rất là thấp anh chị, giúp mình giảm giá thành chăn nuôi đi. Thì đó, cái đầu cái lợi ích đầu tiên là như vậy, là tiết kiệm chi phí. Bên cạnh cái tiết kiệm chi phí thì nó có phù hợp hay không, thì như cả nhà cũng biết ấy, ở cái con gà hậu bị đấy, mình gọi nôm na là gà đẻ đi anh chị cho nó dễ đi. Mình nói thì kiểu ông bà mình nói đi, mình cứ nói là gà chủng gà đẻ, gà nuôi gà đẻ đi cả nhà cho nó dễ. Ở giai đoạn con gà đẻ này nó cần rất là nhiều dinh dưỡng anh chị. Nó cần rau xanh này, nó cần vitamin này, nó cần chất tanh này, cần protein vân vân, rất là nhiều. Vậy khi mình cho ăn cơm nguội không như thế thì nó có đầy đủ dinh dưỡng hay không? Thì em cũng chia sẻ với cả nhà đấy, là khi mà mình cho ăn cơm như thế này, như bản thân em đang cho ăn như vậy, thì nó không đầy đủ dinh dưỡng anh chị. Mình phải khẳng định như thế, nó không có đầy đủ dinh dưỡng. Như cả nhà cũng biết đấy, cơm nguội thì nó là một tinh bột, mà tinh bột thì nó rất là khi mà cung cấp cho cái con gà mình anh chị, nó rất là nhanh béo. Con gà mình rất là nhanh tích mỡ. Rất là nhanh tích mỡ nha anh chị, nhanh béo, nhanh tích mỡ. Và đặc biệt khi mà mình chăn nuôi gà đẻ như vậy, khi mình chăn nuôi những cái con gà đẻ như thế này anh chị, mà mình để cho nó tích mỡ đấy, thì gần như cái lượng trứng nó đẻ rất là thấp nha cả nhà. Lượng trứng đẻ rất là thấp, bởi vì khi mà nó tích mỡ thì gần như mỡ nó sẽ chằng ép, nó sẽ chằng ép cái buồng trứng, làm cho trứng nó không có phát triển anh chị, hạn chế về số lượng trứng. Thì đây là cái lưu ý là như vậy. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là mình không cho nó ăn cơm anh chị. Và cái cách mình đối phó như thế nào để cho nó hạn chế cái tình trạng con gà mình bị mập khi ăn cơm, thì đầu tiên đối với bản thân mình làm đó là mình cho ăn vừa phải thôi anh chị. Như anh chị thấy em 20 con, nhưng mà em cho ăn rất là ít. Như phía trước anh chị đây không có nhiều, có nghĩa là mình chỉ cho nó ăn đủ để cung cấp năng lượng thôi, vừa đủ để cung cấp năng lượng thôi anh chị.
chứ không cho ăn nhiều để cho nó tích mỡ, hạn chế. Và đặc biệt hơn khi mình chăn thả như, xin lỗi cả nhà, là mình phân vùng. Khi mình phân vùng, mình nhốt chuồng như thế này là càng dễ tích mỡ. Nên vì thế mình chỉ cho ăn ít thôi anh chị, để mình vừa cho nó không bị tích mỡ, cũng như khi mình cho ăn cơm là một cách để giúp mình đảm bảo không tốn tiền thức ăn. Bởi vì tinh bột nhiều không tốt, nhưng khi mình cho ăn tinh bột thì cái con gà mình sẽ nó no lao hơn, và cũng như mình tận dụng được cái thức ăn thừa đấy anh chị, giúp mình tiết kiệm cái chi phí. Ngoài ra nữa anh chị, một cái lưu ý nữa khi mình cho ăn cơm ấy, ngoài về vấn đề mình cho ăn ít, thì cái vấn đề thứ hai ấy, đó chính là mình nên cho ăn cơm không bị hôi thiêu anh chị. Cái vấn đề này cần phải cực kỳ lưu ý anh chị, bởi vì như thế này cũng chia sẻ với cả nhà đấy, khi mà cơm bị ôi thiêu ấy là con gà mình rất là dễ bị bệnh về tiêu chảy, cái nhẹ nhẹ là bị tiêu chảy, bị E. coli, rất là nhiều bệnh. Và cái cách mình khắc phục là cơm nguội, là mình nếu mà cơm mà cảm thấy ôi thiêu anh chị, là mình thường thường bản thân em là hay trụng lại nước sôi. Cái cách mình làm như vậy vừa đảm bảo về vệ sinh, vừa giúp cho con gà tránh cái tình trạng bị bệnh anh chị. Thì đấy, ngoài ra nữa mình vẫn phải kết hợp anh chị, như anh chị thấy khi em cho ăn ấy, ngoài cơm thì em vẫn bổ sung rất là nhiều như rau xanh. Rau xanh rất là quan trọng nha anh chị. Và trong một tuần thỉnh thoảng 1 đến 2 ngày em bổ sung thêm chất tanh như cá tôm, đầu cá đầu tôm ấy, những cái thức ăn thừa, thậm chí trứng anh chị, trứng gà đấy, mình gọi là trứng chiên đấy anh chị. Bản thân mình thu gom cái thức ăn từ các quán ăn như vậy, mình về mình cho nó ăn để bổ sung, bởi vì con gà nó rất là thích những cái chất tanh như thế. Cũng như là khi cái con gà gà đẻ đấy ăn những cái chất như vậy đấy, thì sau này nó sẽ cho ra một cái lượng trứng rất là đều và rất là tốt anh chị. Chứ còn thật sự tinh bột ăn nhiều nó cũng không tốt. Vì thế mình phải khẳng định cho gà ăn cơm nó sẽ có hai mặt. Mặt đầu tiên là giúp mình tiết kiệm chi phí, nhưng khi cho ăn nhiều quá thì nó phải có tác dụng ngược. Vì thế anh chị khi mà cho ăn ấy, đặc biệt là nuôi gà đẻ ấy, thì mình phải cho ăn một số lượng vừa phải để cung cấp đủ tinh bột, đủ năng lượng cho nó trong ngày thôi anh chị, chứ đừng nên cho ăn nhiều. Thì đây là cái chia sẻ. Bởi vì gà mà có muốn có được một lượng trứng tốt, một số lượng trứng đều ấy, thì protein mới là yếu tố quyết định anh chị. Tinh bột không phải là yếu tố quyết định, mà protein là đến từ chất tanh hoặc là rau xanh. Bữa nào em sẽ làm một cái video chia sẻ cho anh chị cái cách mình bổ sung protein tự nhiên cho con gà. Khi mình cho ăn cống công nghiệp thì rất là dễ cả nhà. Cống công nghiệp người ta đã có thành phần dinh dưỡng và định lượng trong đó rồi. Nhưng mà còn khi mình ăn thức ăn truyền thống, ăn kiểu tận dụng như thế này mới khó. Kiểu tự nhiên như thế này rất là khó. Vừa để đảm bảo tiết kiệm cái chi phí mà vừa để cho con gà có năng suất nữa anh chị. Nên mình phải có một chút kinh nghiệm là như vậy. Ăn cơm nhiều chưa hẳn là tốt, nhưng biết cách thì nó cũng giúp mình tiết kiệm rất là nhiều chi phí cả nhà. Trước tiên là giúp mình xử lý những cái thức ăn thừa. Bởi vì mình ăn uống còn đồ thừa đó anh chị, mình không biết vứt đâu, nhưng mà mình cho nó ăn, đây cũng là cái cách xử lý thức ăn thừa. Ngoài ra cũng giúp như mình tiết kiệm chi phí. Thì đây là cái chia sẻ nhỏ nhỏ của mình như vậy. Khi cho gà để ăn cơm nó có những cái mặt lợi và mặt hại gì, chia sẻ đến với tất cả anh chị. Mình cũng kết thúc cái video tại đây cả nhà.